Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã Quảng Yên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Chi cục Thú y Quảng Ninh, trạm Thú y Quảng Yên phối hợp tổ chức xuống đường tuyên truyền về phòng chống dịch cúm AH5N1 và cúm AH7N9. Thị xã triển khai tiêm vaccine phòng sởi và một số bệnh ở trẻ. Hội người cao tuổi thị xã ra mắt Ban Quản lý Chăm sóc Dưỡng sinh Kinh lạc Sun Asia. Thành lập đội xe ôm thân thiện tại phường Quảng Yên. Phần cuối chương trình, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, mời quý vị và các bạn xem phóng sự Hội Đông y thị xã Quảng Yên góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phóng sự Trạm y tế phường Đông Mai nỗ lực vượt khó trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Sau đây là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 26 tháng 2, Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ninh phối hợp với trạm Thú y thị xã Quảng Yên tổ chức xuống đường tuyên truyền về phòng chống dịch cúm AH5N1 và dịch cúm AH7N9 trên địa bàn thị xã. Với những thông điệp dễ hiểu, dễ nhớ và có tác động trực tiếp đến với người dân, đồng thời nhằm kêu gọi toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chung tay phòng chống dịch, nhất là dịch cúm AH5N1 và cúm AH7N9 đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Xe tuyên truyền lưu động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh đã tuyên truyền đến một số chợ đầu mối trên địa bàn thị xã như trung tâm chợ Rừng, chợ Minh Thành, chợ Cốc, đồng thời đến một số ngõ ngách trong khu dân cư khu vực Hà Nam, xã Tiền An, Tân An, Hoàng Tân và một số khu vực buôn bán gia cầm trên địa bàn thị xã. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao, trong khi dịch trên gia cầm đang bùng phát mà người dân vẫn sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc, nên công tác tuyên truyền càng được Chi cục Thú y tỉnh đặc biệt chú trọng. Cùng với việc tuyên truyền khuyến cáo cho người dân không buôn bán và sử dụng những sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm của tỉnh còn chú trọng về mức cảnh báo trong từng giai đoạn để người dân hiểu và cùng chung sức phòng dịch, không chủ quan mà phải tăng cường giám sát, phát hiện sớm và sẵn sàng xử lý các tình huống, cấp độ cụ thể nếu xảy ra dịch, tránh tình trạng thông báo chung chung gây hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến việc chăn nuôi gia cầm trên địa bàn. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 2, tại các trạm y tế xã phường đã tổ chức tiêm phòng bệnh sởi cho hơn 3.000 trẻ trên địa bàn thị xã. Đối tượng của đợt tiêm này là trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi trên địa bàn thị xã chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ vaccine sởi theo lịch tiêm chủng và đối tượng. Các trạm y tế tiến hành tiêm kết hợp các mũi phòng sởi, HIP, DBT, lao, uốn ván và nhỏ bại liệt. Dự kiến trong đợt này sẽ tiêm vaccine sởi cho hơn 95% đối tượng trên. Trung tâm y tế cho biết vaccine được cấp cho các trạm y tế ít nhất 3 ngày trước khi tổ chức tiêm. Các trạm y tế bố trí tiêm phòng bệnh sởi và đúng lịch tiêm chủng định kỳ, hạn chế tối đa việc sót trẻ. Vaccine sởi được tiêm miễn phí cho trẻ 9 tháng tuổi trên toàn quốc trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Trước tình hình dịch sởi đang bùng phát tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, thị xã đã có những chỉ đạo theo dõi sát sao và tiến hành tuyên truyền sâu rộng về nguy cơ sởi bùng phát dịch, cách phòng chống bệnh và động viên các gia đình cho con em đi tiêm phòng đủ để hạn chế mắc bệnh tới mức thấp nhất. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 2, Hội Người Cao Tuổi Thị xã đã phối hợp với Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, công ty Chi hội Sun Asia tổ chức lễ ra mắt Ban Quản lý Chăm sóc Dưỡng sinh Kinh lạc Sun Asia Thị xã Quảng Yên. Hơn 50 đại biểu là Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi các xã phường, chủ nhiệm các câu lạc bộ dưỡng sinh trên địa bàn thị xã tới tham dự buổi lễ. Ban Quản lý Chăm sóc Dưỡng sinh Kinh lạc Sun Asia Thị xã Quảng Yên được thành lập và chính thức hoạt động thuộc công ty Chi hội Sun Asia, Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam. Ban Quản lý gồm 11 thành viên. Sau khi thành lập, Ban Quản lý Thị xã phối hợp với công ty xây dựng kế hoạch, hướng dẫn điều hành hoạt động của các câu lạc bộ dưỡng sinh tại thị xã. Hiện thị xã Quảng Yên có 27 câu lạc bộ dưỡng sinh được thành lập tại 17 xã phường với hơn 1.800 hội viên tham gia. Phong trào luyện tập dưỡng sinh của câu lạc bộ dưỡng sinh của Hội Người Cao Tuổi các cấp trên địa bàn ngày càng sôi nổi. Các hội viên câu lạc bộ tích cực tham gia rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe với mục đích sống vui, sống khỏe, sống có ích, đóng góp trí tuệ, công sức, xây dựng đời sống văn hóa địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời đảm bảo an toàn trước tình hình tai nạn giao thông ngày càng gia tăng, sau một thời gian chuẩn bị, ngày 25 tháng 2, Hội Chữ Thập Đỏ Thị xã phối hợp với Ban An toàn Giao thông Công an Thị xã Quảng Yên đã thành lập và cho ra mắt đội xe ôm thân thiện an toàn tại phường Quảng Yên. Ngay trong buổi lễ ra mắt, 8 thành viên đội xe ôm thân thiện an toàn của phường Quảng Yên đã được trang bị những kiến thức và dụng cụ cơ bản như mũ bảo hiểm có in logo và số điện thoại của đội xe ôm thân thiện an toàn, dụng cụ sơ cấp cứu khi có tình huống tai nạn giao thông xảy ra. Đây là những dấu hiệu để nhận biết đội xe ôm thân thiện an toàn của phường Quảng Yên.
Chúng tôi làm nghề xe ôm này cũng được khá lâu rồi, đã đang và đang làm. Cái mọi cái tai nạn và mọi cái an toàn của cái bắc cầu Hồng Chanh. Hôm nay chúng tôi đã được tập huấn thêm về cái chức năng và sơ cấp cứu ban đầu và cho những cái vụ tai nạn. Đấy, chúng tôi thấy rằng là rất là tốt. Nên chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm hết cái chức năng trách và cái nhiệm vụ, cái khả năng của chúng tôi để phục vụ cho xã hội, làm công tác từ thiện cho quần chúng nhân dân. Đây là mô hình được Hội Chữ Thập Đỏ và Ban An toàn Giao thông thị xã xây dựng làm điểm nhân rộng nhằm tạo cơ hội cho người tham gia giao thông với giá cả ổn định và đảm bảo an toàn, thân thiện cho người dân khi tham gia giao thông. Đồng thời phải cứu cấp cứu. Việc thành lập cái đội xe mô tô chở khách thành cái đội xe tình nguyện viên sơ cứu ban đầu tai nạn giao thông địa bàn là rất có ý nghĩa quan trọng. Mục đích chính là phát hiện kịp thời để sơ cứu ban đầu các vụ tai nạn giao thông xảy ra, mà mục đích là hạn chế cái tử vong trên địa bàn. Ngay sau lễ ra mắt, đội xe ôm thân thiện an toàn phường Quảng Yên đã tiến hành ra quân phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Với phương châm phục vụ an toàn, văn minh, thân thiện, tin chắc rằng mô hình này sẽ phát huy tính hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người, góp phần làm cho thị xã Quảng Yên ngày một giàu đẹp, văn minh hơn. Thưa quý vị và các bạn, Hội Đông y thị xã Quảng Yên được thành lập từ năm 1960, tiền thân là Tập đoàn Đông y Quảng Yên gồm hai chi hội Đông y ở khu vực Hà Bắc và Hà Nam. Những năm qua, hội đã tích cực vận động hội viên phát huy, kế thừa ứng dụng kinh nghiệm khám chữa bệnh bằng phương pháp đông y, góp phần tích cực trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Thế Lụt ở khu 4 phường Phong Hải bị mắc hội chứng thận hư từ năm 1998. Nhiều năm uống thuốc Tây y kết hợp với khám bệnh bốc thuốc ở nhiều nơi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, sức khỏe của ông ngày càng suy kiệt. Có bệnh thì vái tứ phương. Khi được mọi người mách nước, ông tìm đến lương y Hoàng Gia Tiến với hy vọng bệnh sẽ khỏi. Sau một thời gian được chuẩn mạch kê đơn thuốc theo phương pháp đông y, sức khỏe của ông chuyển biến tốt, bệnh tình ngày càng thuyên giảm. Theo những kinh nghiệm và chữa trị mà theo những kiến thức tôi được học về chữa một số bệnh nhân thì cũng đạt kết quả tương đối. Bệnh cột sống này, thoái hóa này, thần kinh tọa này, bệnh thận này, đấy, đạt kết quả tương đối. Bị ngã xe đạp, gãy xương cẳng tay, chị Lê Thị Miền ở xóm Đình, xã Liên Vị lại tìm đến với lương y Ngô Thị Minh, chi hội trưởng chi hội đông y xã Hà An để bó thuốc. Sử dụng các phương thuốc nam theo kinh nghiệm gia truyền của gia đình, lương y Minh đã chữa khỏi bệnh về xương khớp cho nhiều người, chủ yếu là điều trị cho các ca bệnh gãy xương, viêm nhiễm do gãy xương, bó bột lâu ngày. Mỗi bệnh nhân đến thăm khám đều được hướng dẫn tỉ mỉ cách giữ cho xương chóng hồi phục. Tiếng lành đồn xa, số bệnh nhân đến phòng khám ngày càng đông. Tôi có nghe thấy tiếng tăm cô Minh là giỏi về chữa gãy chân gãy tay, tôi có lên trên nhà cô Minh, nhưng cô Minh khuyên tôi đi bệnh viện, nhưng gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, không có tiền thì tôi ở lại. Cô bó cho tôi vậy là trong một tuần thì đỡ, thì tôi lại lên thì cô cũng băng bó cho tôi, vậy là gia đình tôi khó khăn thì không có, cô không lấy tiền thuốc. Các buổi sinh hoạt như thế này thường xuyên diễn ra, hội viên của Hội Đông y cùng nhau trao đổi kinh nghiệm khoa học và các bài thuốc quý trong khám chữa bệnh. Từ đó, tay nghề của từng lương y dần được nâng cao, thể hiện ở hiệu quả khám chữa bệnh cho người dân. Hội Đông y chúng tôi hiện nay là có 80 hội viên, chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực y học cổ truyền. Nói chung là toàn thể hội viên thì mỗi người có một cái thế mạnh riêng trong quá trình khám chữa bệnh y học cổ truyền. Chúng tôi cũng vận động hội viên làm sao phát huy cái tinh thần đó để phục vụ nhân dân. Đặc biệt là vận động cho hội viên khám chữa bệnh với vấn đề từ thiện, những người có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình chính sách thì là cố gắng làm sao mà tạo điều kiện cho bà con có bệnh mà chữa khỏi, nhưng mà lại chi phí thuốc men nó hạn chế. Sang năm 2014 chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho chung trong toàn hội thì là phát huy cái truyền thống y học cổ truyền, đặc biệt là cái phương pháp chữa bệnh của cha ông. Bên cạnh sự tiến bộ không ngừng của nền y học hiện đại, nền y học cổ truyền đã kế thừa và phát huy hiệu quả việc khám chữa bệnh cho người dân bằng phương pháp đông y.
Những năm qua, Hội Đông y thị xã Quảng Yên đã góp phần tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Từng hội viên của hội luôn thực hiện tốt vai trò lương y như từ mẫu. Thưa quý vị và các bạn, trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ y bác sĩ trạm y tế phường Đông Mai đã không ngừng phát triển, vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn, cơ sở vật chất trang thiết bị được đầu tư. Điều đó đã giúp họ có thêm tự tin trau dồi y đức, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tốt hơn. Trạm y tế phường Đông Mai hiện có 6 cán bộ, trong đó có 3 y sĩ, 1 điều dưỡng, 1 nữ hộ sinh và 1 y sĩ y học cổ truyền. Do địa bàn phường cách xa trung tâm thị xã nên hàng ngày số lượng người bệnh đến khám chữa bệnh tại trạm y tế phường là rất đông. Mặc dù số lượng người khám chữa bệnh khá đông nhưng đội ngũ cán bộ của trạm luôn tận tình, chu đáo trong việc tiếp đón và điều trị cho bệnh nhân. Nên mỗi khi tôi ốm đau, từ bệnh nặng đến bệnh nhẹ là tôi đều sang trạm y tế, các bác sĩ khám bệnh rồi là các đồng chí phát thuốc này, rồi các nhân viên phục vụ này rất nhiệt tình, tôi đón tiếp tôi và khám chữa bệnh rất nhanh chóng. Nhiều lúc tôi ốm đau và tôi không sang bệnh xá được là tôi nhờ người gọi các bác sĩ sang, các bác sĩ sẵn sàng đến để chữa bệnh, tiêm thuốc rồi là đo huyết áp, rồi cấp thuốc tại nhà. Thì tôi rất là cảm ơn các bác sĩ ở trạm xá Đông Mai. Năm 2013, trạm đã khám và điều trị ngoại trú cho hơn 4.000 lượt người, trong đó tập trung khám và điều trị miễn phí cho đối tượng bảo hiểm y tế và người nghèo. Trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine, 100% các bà mẹ mang thai được khám thai định kỳ và tiêm phòng các loại vaccine. Bên cạnh đó, trạm đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết từng tuần, tháng, quý, linh hoạt xử lý tình huống trong việc cấp cứu và chăm sóc bệnh nhân. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nêu cao 12 điều quy định về y đức. Đối với bệnh nhân khám và điều trị thì tận tình, chu đáo, coi bệnh nhân như người thân trong gia đình. Không chỉ khám chữa bệnh về mặt y học, từng cán bộ trong trạm còn là chỗ dựa tinh thần cho bệnh nhân theo lời Bác Hồ dạy, lương y như từ mẫu. Nhìn chung mà nói thì trước hết là trách nhiệm cá nhân, về tôi phụ trách chung trạm trưởng thì cũng luôn là điều hành anh em, quản lý, điều hành, rồi luôn luôn thường xuyên là rà soát, tìm hiểu, học hỏi để nâng cao cái năng lực của mình, trong đó có năng lực chuyên môn, rồi nâng cao cái năng lực đạo đức và nghề nghiệp để thực hiện tốt cái 12 y đức. Chúng tôi tổ chức một cái tổ sinh hoạt công đoàn, rồi thường xuyên là chúng tôi có kiểm điểm đánh giá, khen thưởng cũng như là động viên những cá nhân có những cái thành tích tốt. Vừa xây dựng cơ sở vật chất, vừa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ để đáp ứng yêu cầu đổi mới, trạm còn thường xuyên thực hiện giáo dục y đức cho đội ngũ y bác sĩ, nêu cao phẩm chất đạo đức, tận tụy yêu nghề. Với những nỗ lực vượt khó vươn lên của đội ngũ cán bộ y bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân địa phương, năm 2013, trạm y tế phường Đông Mai đã được Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã Quảng Yên xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.